350 cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội vào Bình Dương để hỗ trợ chống dịch COVID-19. Hà Nội đề xuất cho học sinh trở lại trường từ ngày 10 tháng 7. Vào siêu thị ngồi một chỗ cũng mua được hàng. Đà Lạt bắt khẩn cấp đối tượng chiếm đất rồi hành hung phó chủ tịch phường. Truy tố 10 bị can liên quan đến vụ sai phạm đất đai ở thành phố Phan Thiết. Khu liên hợp thể thao quốc gia Chây Y nộp tiền thuê đất. Ngược đời lâm tặc tố kiểm lâm tiếp tay phá rừng, truy tố 5 người. Kính chào khán giả đang theo dõi mục tin trong nước ngày 6 tháng 7 của DKN TV và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào chiều ngày 5 tháng 7, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức tiễn các cán bộ, học viên và sinh viên tình nguyện lên đường chi viện cho Bình Dương để chống dịch COVID-19, với sự tham dự của đại diện Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội. Giáo sư tiến sĩ Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, 350 cán bộ, học viên của trường, bao gồm 11 giảng viên chuyên ngành hồi sức cấp cứu, nội khoa, nhi khoa, kỹ thuật khoa học, điều dưỡng, 339 sinh viên năm cuối thuộc các hệ bác sĩ y khoa, cử nhân điều dưỡng về y tế công cộng, y học cổ truyền. Đặc biệt trong số này có 30 sinh viên hệ y học dự phòng từng tham gia chống dịch ở Bắc Ninh, vừa hết cách ly cũng tình nguyện lên đường. Các cán bộ sinh viên này đã được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 và đều có kết quả xét nghiệm là âm tính với SARS-CoV-2 trước khi lên đường. Nhà trường cũng đã tổ chức đào tạo, tập huấn bài bản về truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân COVID-19 cho đoàn cán bộ và sinh viên. Khác với các lần hỗ trợ trước, lần này đoàn hỗ trợ có 50 sinh viên năm cuối hệ điều dưỡng sẽ trực tiếp chăm sóc bệnh nhân trong các sở y tế. Ông Văn cho biết thêm, hiện trường Đại học Y Hà Nội đang tiếp tục đào tạo và tập huấn cho khoảng 500 đến 600 sinh viên, làm lực lượng dự bị và sẵn sàng lên đường chống dịch khi được yêu cầu. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 7, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại đã ký tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến theo chiều hướng tích cực, dịch đã và đang được kiểm soát. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã trình Ủy ban thành phố xem xét, đồng ý cho học sinh và sinh viên các cấp, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố tiếp tục đến trường học trở lại từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 24 tháng 7 năm 2021 để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021. Trước và trong thời gian học sinh trở lại trường học, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Thưa quý vị, thay vì phân luồng chia nhóm và điều tiết số lượng khách vào bên trong mua sắm, mới đây thì một số siêu thị Co-op-mart tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành thí điểm hình thức phục vụ cố định ngay tại siêu thị, giúp giảm đến 80-90% nguy cơ tiếp xúc lây nhiễm COVID-19. Vào chiều ngày 5 tháng 7, chị Nguyễn Ngọc Thảo, nhà ở đường An Dương Vương, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, đến Co-op-mart Hùng Vương để mua thực phẩm. Bất ngờ tại đây, chị được nhân viên siêu thị mời ngồi ở sảnh và mang danh mục hàng hóa ra cho chọn rồi đi soạn hàng giúp. Vào khoảng 15 phút sau, thì chị Thảo chỉ việc kiểm tra lại những món đã được nhân viên siêu thị lấy giúp và tiến hành thanh toán, nhận hàng và ra về. Đây là sáng kiến bán hàng của một số siêu thị thuộc hệ thống Co-op-mart. Với hình thức này, thì khách hàng đến siêu thị được bố trí vị trí ngồi cố định ở các khu vực sảnh thoáng, giữ khoảng cách an toàn, được nhân viên Co-op-mart tư vấn danh mục hàng hóa theo yêu cầu và chủ động soạn hàng luôn cho khách. Khách không phải làm bất cứ gì, chỉ cần ngồi chờ và sau đó có thể thanh toán, nhận ngay hàng tại chỗ hoặc là về nhà trước giao hàng sau. Theo cách này thì khách hàng đến mua sắm tại siêu thị không thể tiếp xúc trực tiếp với nhau như là khi mua sắm tự do trước đây. Biện pháp giãn cách này cũng giúp cho hạn chế gần như là tuyệt đối tụ tập đông người tại các quầy thu ngân. Đại diện hệ thống Co-op-mart cho hay, hình thức mua sắm mới này giúp cho khách hàng tiện lợi hơn khi đến siêu thị, nhưng quan trọng nhất là có thể hạn chế từ 80 đến 90% nguy cơ lây chéo giữa các khách đi cùng siêu thị vì khách không thể tiếp xúc với nhau. Một số khách hàng đến siêu thị sáng nay có chút bỡ ngỡ nhưng cũng nhanh chóng hợp tác để được siêu thị phục vụ. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Hoàng, 43 tuổi, hiện ngụ tại phường 6, thành phố Đà Lạt, để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.
đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý hai ông Chế Quang Quý và ông Bùi Văn Tiến cùng nhóm của ông Hoàng. Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Lạt, vào trưa ngày 2 tháng 7, sau khi tiếp nhận tin báo từ kiểm lâm viên địa bàn về vụ việc san gạt lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại Lô B, khoảnh 4, tiểu khu 157A, ông Nguyễn Thành Luân, Phó Chủ tịch phường 4, đã đến hiện trường để xử lý vụ việc. Tại đây, đoàn liên ngành đã bắt quả tang ông Bùi Văn Tiến, người được ông Chế Quang Quý thuê, sử dụng một máy cày san ủi đất lấn chiếm lâm nghiệp với diện tích là 90m². Đoàn làm việc đã yêu cầu ông Tiến dừng tác động trên đất lấn chiếm và đưa phương tiện ra khỏi vị trí vi phạm, nhưng ông Tiến đã không chấp hành và bỏ đi nơi khác. Sau đó, đoàn liên ngành đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trong quá trình di chuyển phương tiện máy cày ra ngoài, ông Chế Quang Quý cùng với hai người khác tay cầm tuyết sắt xuất hiện, gây cản trở ngăn chặn, chống đối và có hành vi xúc phạm đoàn liên ngành. Trong đó, ông Hoàng đã dùng tay đập rơi điện thoại của ông Nguyễn Văn Cường đang ghi hình sự việc. Khi ông Nguyễn Thành Luân can ngăn, thì ông Hoàng đã quay lại đánh vào mặt của ông Luân và tiếp tục rượt đuổi đánh ông Phúc, cán bộ phường 4, rồi mới bỏ đi nơi khác. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 7, tin từ Viện Kiểm soát tỉnh Bình Thuận cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai đã xảy ra tại thành phố Phan Thiết. 10 bị can bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết, bao gồm Nguyễn Ngọc Hải là giám đốc, Nguyễn Hữu Hoành, phó giám đốc, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lê Thị Hạnh, Tạ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hồ Luân là nhân viên và Bạch Dân Vinh, phó chi cục trưởng chi cục thuế thành phố Phan Thiết, Trần Văn Đông, đội trưởng đội trước bạ, Nguyễn Ngọc Quang, đội phó đội trước bạ và Đỗ Lễ, công chức thuế thuộc chi cục thuế thành phố Phan Thiết. Theo cáo trạng, từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã ban hành 166 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn, 166 thửa tại các xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm và Tiến Lợi. Trong quá trình thực hiện, các bị can ở chi cục thuế thành phố Phan Thiết đã thiếu trách nhiệm, dẫn đến xác định sai số tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ mà người sử dụng đất phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền là hơn 9,6 tỷ đồng. Đây là giai đoạn mở rộng điều tra của vụ án sai phạm đất đai đã xảy ra tại thành phố Phan Thiết, mà trước đó Tòa án tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với cựu chủ tịch, phó chủ tịch thành phố Phan Thiết, trưởng phòng và nhân viên phòng tài nguyên môi trường thành phố Phan Thiết. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 7, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã phản hồi về thông tin khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuê đất và có nguy cơ thất thu. Theo kết luận vừa được Thanh tra Chính phủ công bố, khu liên hợp thể thao quốc gia đang thực hiện 5 dự án liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh với tổng thể diện tích sử dụng đất là 16.835m². Theo quy định của pháp luật, đất khu liên hợp thể thao quốc gia sử dụng để thực hiện liên doanh, liên kết thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất. Tuy nhiên, đơn vị này rất chậm trong việc nộp tiền thuê đất cho cơ quan thuế, dẫn đến tổng số tiền thuê đất còn phải nộp và số tiền chậm nộp đến cuối tháng 12 năm 2018 là hơn 46 tỷ đồng. Cơ quan thuế cũng đã ban hành các thông báo thu tiền thuê đất, truy thu tiền thuê đất đối với đơn vị. Đồng thời, khi khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình không chấp hành nộp từ năm 2018 đến nay, cơ quan thuế đã nhiều lần áp dụng các quyết định cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế. Thanh tra Chính phủ cũng đã phát hiện quá trình sử dụng đất là tài sản của nhà nước, tài sản công để cho thuê mặt bằng đã vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, vi phạm về quản lý thuế. Theo đó, tổng số tiền khu liên hợp thể thao quốc gia phải nộp ngân sách nhưng chưa nộp là khoảng hơn 658 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ đã nêu rõ, số tiền này khu liên hợp thể thao quốc gia đã không có khả năng nộp, có dấu hiệu gây thất thu ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 7, Viện Kiểm soát huyện Cờ Rông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can bao gồm Ivana Molo, sinh năm 1975, Y Điền Kinegram, sinh năm 1978, Y Đen Ine, sinh năm 1991, Y Ru, sinh năm 1991 và Y Thương Eban, sinh năm 1975, cùng trú tại huyện Cờ Rông Bông về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Theo cáo trạng, đầu tháng 4 năm 2020, Ivana Molo, Y Điền Ineyam và Y Đen Nie đã cùng nhau vào khu rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 1223, địa phận xã Giang Mau, huyện Cờ Rông Bông để khai thác hai cây gỗ dỗi với khối lượng là 1,2 mét khối trở về bán. Đến cuối tháng 5 năm 2020, Ivana Molo đã tiếp tục cùng với Y Điền Ineyam và Y Đen Nie và Iru vào tiểu khu 1223 để khai thác 6 cây gỗ dỗi, sẽ thành 20 hộp gỗ.
Ivana Melo đã thuê Y Thương Eban đưa trâu lên rừng kéo 20 hộp gỗ về để tập kết tại bờ suối Emua thuộc buôn Hàng Năm, xã Giang Mau, huyện Krông Bông, chờ để đưa về tiêu thụ. Vào ngày 11 tháng 6 năm 2020, lực lượng kiểm lâm và nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng buôn Hàng Năm kiểm tra thì phát hiện 20 hộp gỗ nói trên. Theo cáo trạng, do không vận chuyển được hết số gỗ này nên lực lượng kiểm lâm đã chỉ lập biên bản để thu giữ 10 hộp và không xác định được chủ sở hữu. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2020, Ivana Melo đã thuê người vào chở 10 hộp gỗ còn lại nói trên thì bị lực lượng công an xã Giang Mau phát hiện và bắt giữ. Theo kết quả giám định, 8 cây gỗ dỗi bị khai thác là 17,495 mét khối quy tròn. Trước đó, báo Người Lao Động đã có bài viết Ngược đời lâm tặc tổ kiểm lâm tiếp tay phá rừng, phản ánh ông Ivana Melo đã làm đơn tố cáo kiểm lâm không bắt 10 hộp gỗ lậu của mình nói trên. Theo ông Ivana Melo, khi kiểm tra, ông Y Toan Bia, kiểm lâm huyện Krông Bông đã phát hiện 20 hộp gỗ lậu trong rừng. Thấy vậy, ông Ivana Melo có mặt xin lại gỗ thì bị lực lượng kiểm lâm chỉ thu giữ 10 hộp, để lại hiện trường 10 hộp gỗ. Sau đó, ông Ivana Melo đã vào chở 10 hộp gỗ còn lại từ rừng về thì bị công an bắt giữ. Kết luận giải quyết tố cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho thấy, các ông Siêu Nie Phương là hạt phó và Y Tê Krông là hạt trưởng hạt kiểm lâm Krông Bông đều biết còn 10 hộp gỗ tại hiện trường nhưng vẫn ngó lơ. Vấn đề khó hiểu nữa là vào ngày 11 tháng 6 năm 2020 phát hiện vụ việc, nhưng hơn 10 ngày sau mới lập biên bản kiểm tra 10 hộp gỗ đã thu giữ. Đến ngày 24 tháng 6 năm 2020 mới bàn giao cho bộ phận thanh tra pháp chế. Vào ngày 25 tháng 6 mới có quyết định tạm giữ, biên bản tạm giữ tang vật vi phạm. Cùng với kết luận giải quyết tố cáo, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk có văn bản mật đề nghị công an huyện Krông Bông với thẩm quyền và bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình vào cuộc để điều tra vụ việc về những vi phạm của lực lượng kiểm lâm. Mới đây, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định khiển trách đối với ông Y Toan Bia. Còn hai lãnh đạo hạt kiểm lâm huyện Krông Bông thì chỉ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm rồi điều chuyển về đơn vị khác với tổ chức tương đương theo chương trình kế hoạch hàng năm. Kính thưa khán giả, một tin trong nước trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.